chai của nó đẹp chưa? Quá đẹp luôn, mùi thơm nức mũi luôn. Bây giờ chấp nhận sale lộ. Bây giờ sale luôn cho mấy chị mình 195.000 nha. Comment sai là em không chốt đâu. Và không cần em đọc tên, nhân viên nó tự chốt đơn. Đây, xịn chưa? Từ cái nắp cho tới cái lọ luôn, mã vạch đầy đủ luôn, dưới đáy nè. Đó, logo dập nè, logo Chanel dập nổi luôn nha. Mã vạch đầy đủ luôn. Mùi này rất là thơm, xài cực kỳ lâu, xịt một phát là thơm cả ngày luôn. Mùi này mà đi đâu mà xịt thì thôi, chai nó mê, thơm nức mũi luôn. Đó. Mặc dù là nó bị nát hộp bên ngoài, bên ngoài nó bị nát hộp nè, ướt hết, nhưng mà bên trong thì vẫn còn nguyên si, không có bị ảnh hưởng gì nhiều nha. Bây giờ em chấp nhận em sale lỗ rồi, mọi người đặt hàng phải nhanh tay. Rồi bây giờ mình mua về, mình muốn biết hàng này có chuẩn hay không thì mình cứ dùng phần mềm mình check cho em. Và khi nhận hàng sẽ được kiểm tra thoải mái nên là yên tâm nha. Đó, bây giờ em chấp nhận em sale lỗ rồi nên là mình đặt là mình phải nhanh. Tại vì những thùng nào bị ướt em mới sale thôi, chứ bình thường giá sỉ còn chưa có giá này đâu. Rồi đưa cho chị cái điện thoại đi em. Mua về mà check mã vạch không ra hoặc là xịt mà không thơm thì em hoàn tiền nha. Đây, khi mình dùng phần mềm nè, phần mềm iCheck để check hàng chính hãng nè, thì chắc chắn là nó sẽ ra ngay, hàng chính hãng chuẩn là nó sẽ ra ngay. Đây, để em khui một chai mới ra em check cho mọi người xem nha. Trời ơi, mùi này thơm quá, mùi này rất là thơm luôn. Mùi này thơm cực kỳ luôn á. Mùi này mình xịt một phát thì thôi, nó thơm cả ngày luôn. Và mùi này ai cũng thích, vì cái Coco Chanel này nó quá nổi tiếng và nó nổi tiếng từ rất lâu rồi. Nếu như check mã vạch không ra thì mấy chị mình không cần nhận hàng, cho nên là yên tâm nha. Mạng hơi yếu nha. Đợi em một chút nè. Đó, mùi này thơm lắm. Mùi này rất là thơm và thơm cực kỳ là lâu luôn. Đây, check một cái là ra ngay nè. Cái mùi Coco Chanel này nó quá nổi tiếng rồi, ai cũng thích xài. Mình xài hàng cao cấp, hàng chính hãng, mình cứ sử dụng phần mềm để mình check mã vạch ra cho em. Đây, chai cực kỳ xịn, logo dập nổi nè. Đó, dưới đáy chai này logo dập nổi nha. Mùi này thơm á, lưu hương rất là lâu luôn. 195.000 chị ơi, 195.000 kèm số điện thoại nha, phải comment đúng cho em. Đảm bảo là không đẹp, không thơm, không chuẩn xịn thì em không lấy tiền nha. Bây giờ chấp nhận sale nốt thôi, lỗ vốn cũng phải sale. Vì những cái thùng mà bị ướt như thế này thì sỉ nó không lấy. Bây giờ sỉ nó không lấy thì bắt buộc phải sale thôi, chứ bình thường là không có giá này đâu. Đã mua về tặng, mua về cho, quá rẻ luôn. Và đảm bảo là hàng chất lượng, hàng ở bên trong á nó không có bị ảnh hưởng gì, vẫn còn nguyên si, chỉ bị là ướt hộp bên ngoài thôi, nên là mình về mình xài hoặc là mình cho vẫn là vô tư luôn nhá. Hàng chuẩn 100%, con cho kiểm tra hàng thoải mái luôn chị ơi. Mã mình lên mã đi, 195 kèm số điện thoại nha, 195 kèm số điện thoại nha. Và không có nhiều đâu, những thùng nào ướt em mới sale thôi, thùng kia khô thôi nha em. Không biết cái lý do gì nè, cái lô hàng này không hiểu.